gặp Hà Thu Dậu trong một buổi chiều đầu hè, cựu vận động viên bóng chuyền đội tuyển quốc gia năm nào khiến chúng tôi ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài trẻ trung, giàu sức sống. Dù trên thực tế, chị Dậu năm nay đã bước sang tuổi 46. Cũng dẻo dai như chính vẻ bề ngoài, sự nghiệp thi đấu của Hà Thu Dậu cũng đầy vinh quang và bền bỉ. Thi đấu từ năm 18 đến năm 41 tuổi, Hà Thu Dậu đã chứng minh mình là một củ hiếm của bóng chuyền nữ Việt Nam và xứng đáng là cây cầu nối của nhiều thế hệ bóng chuyền nữ nước nhà. Khác với các vận động viên thể thao, Hà Thu Dậu không đến với bóng chuyền như một niềm đam mê từ nhỏ hay theo truyền thống của gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Thu Dậu đặt mục tiêu thi đỗ trường đại học luật hoặc văn hóa với ước mơ trở thành một luật sư hoặc một thủ thư của thư viện. Tuy nhiên, việc thi đại học không thành công đã khiến cuộc đời của Hà Thu Dậu rẽ sang một hướng khác. Dù là út trong một gia đình có đến 12 anh chị em, nhưng chị chẳng cặp còi chút nào. Hà Thu Dậu cao đến 1m76 từ khi còn là học sinh cấp 3 trường Lý Thường Kiệt, tỉnh Yên Bái. Chiều cao lý tưởng như vậy đã khiến người anh trai là vận động viên bóng chuyền Hà Khắc Hùng thi đấu cho đội xi măng Thanh Bá, tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu đến đội Cảng Việt Trì tập luyện bóng chuyền cho đỡ buồn. Từ đây, sự nghiệp của một chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam đã bắt đầu. Với tôi, bóng chuyền và tôi là bóng chuyền tìm tôi chứ tôi không có cơ hội tìm bóng chuyền. Bởi vì thời đấy tôi không hiểu biết gì về cái môn thể thao này cả. Chỉ có điều là khi tiếp xúc với nó thì mình mê thôi. Thế và khi anh trai giới thiệu tôi để có đến với một cái đội bóng chuyền và làm quen với quả bóng đầu tiên ý, là tôi cũng thi đấu tập ở cái sân như thế này. Và cũng cái khung cảnh cũng như thế này luôn. Có nghĩa là chúng tôi tập ngoài trời, rất là nắng, rất là bụi. Chơi cho đội Cảng Việt Trì thi đấu ở giải A1 được 5 năm. Đến năm 1991, do thiếu kinh phí hoạt động, đội bóng đang ngấp nghé bờ vực giải thể. Hà Thu Dậu được huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý về đầu quân cho đội Bưu điện Hà Nội. Vận động viên Hà Thu Dậu thì là vận động viên đầu tiên tôi lấy từ trên đội Cảng Việt Trì về. Thế lúc đó thì về chuyên môn thì cũng chưa phải là vận động viên thực sự là có cái chuyên môn là tốt. Thế nhưng mà về đây được cái sự, cái quan trọng nhất là cái đồng đội trong tập thể đội nó có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thế rồi trong cái quá trình tập luyện thì Hà Thu Dậu cũng là cái con người có ý chí và nghị lực, cái quyết tâm vươn lên rất là tốt. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi nghĩ rằng mình cũng giỏi thì mới sống được những cái năm tháng ấy để đến ngày hôm nay. Vì nó khủng khiếp lắm khi bạn về Hà Nội. Tấm bằng duy nhất của bạn là chiều cao và một chút chuyên môn về bóng chuyền mà chưa được chấp nhận là ngôi sao thì mọi thứ còn ở phía trước. Và thậm chí là bạn không cho phép bạn ốm đau mệt mỏi, không cho phép chấn thương và thậm chí là không được phép nghĩ đến rủi ro thì mới dám làm. Trong màu áo câu lạc bộ mới, cùng với Bưu điện Hà Nội, chị đã 3 năm liền vô địch quốc gia từ năm 1996 đến năm 1998. Thành công của Hà Thu Dậu trong màu áo câu lạc bộ bóng chuyền thủ đô là bệ phóng để đưa chị đến với đội tuyển quốc gia. Góp mặt tại hai kỳ SEA Games 1995-1997, Hà Thu Dậu cùng đồng đội giành những tấm huy chương đầu tiên, dù chỉ là huy chương đồng. Tôi được chấp nhận là vận động viên bóng chuyền thực thụ là chính là những thời gian tôi ở Bưu điện Hà Nội. Vì đấy cũng là những năm tháng mà tôi thi đấu ở phong độ tốt nhất cả ở đội Bưu điện Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Những thành công đến với Hà Thu Dậu một cách khá thuận lợi bởi chị có nhiều tố chất của một vận động viên bóng chuyền hàng đầu. Chiều cao 1m76, không gặp chấn thương nào nghiêm trọng đã giúp Hà Thu Dậu duy trì cường độ tập luyện và thi đấu ở đỉnh cao trong nhiều năm liền. Đến năm tuổi 41 vẫn còn là một cái mũi tấn công còn có thể thi đấu được ở đội Ngân hàng Công Thương. Sau khi chị rời cái Bưu điện Hà Nội, thế thì vì sao lại như vậy? Nó có hai cái. Một, phải có một cái tố chất, một cái thể lực, một cái thể hình sự tương xứng với cái khát vọng của mình. Vậy cũng có những người rất muốn chơi bóng nhưng không thể chơi được nữa, xuống sức, hoặc là các cái chức năng làm mẹ
của người phụ nữ không cho phép. Nhưng mà Hoàng Thu Dậu đã vượt qua được cái này, đã có được cái này. Cái thứ hai là cái khát vọng thi đấu, là cái tình yêu đối với môn bóng chuyền. Cho nên là ngay cả những cái khi mà chị đã sắp kết thúc cái quãng đời vận động viên, tức là khi sức đã bắt đầu đã cạn rồi, nhưng người ta vẫn thấy ở Hà Thu Dậu cái sự nỗ lực, cái sự vượt khó, cái sự nhẫn nhịn để có thể còn thi đấu, còn phục vụ được đến bao giờ thì vẫn là phục vụ. Và đó cũng chính là cái phẩm chất mà người ta rất yêu mến. Cái sức bật tốt và sức khỏe thì cũng ít người có được giống chị Hà Thu Dậu. Tôi là bản thân là người truyền hai, tập luyện và thi đấu cùng chị Hà Thu Dậu là cảm giác là rất là dễ truyền cho chị Hà Thu Dậu, và hai chị em cái thời đấy cũng rất ăn ý. Những thành công, huy chương mà chị giành được đều là kết quả của quá trình dài khổ luyện bằng nước mắt, máu và sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Đến với bóng chuyền từ năm 1987, thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, Hà Thu Dậu đã chứng kiến nhiều nét thăng trầm, khó khăn mà một vận động viên đã từng trải qua. Một Bưu điện Hà Nội giữ vị trí hàng đầu trong làng bóng chuyền Việt Nam nhiều năm liền, nhưng Hà Thu Dậu và các đồng đội cũng không hề có một sân thi đấu đúng chuẩn. Thời của chị, cả đội chỉ tập luyện trên mặt sân xi măng, thậm chí sân xi măng đấy cũng không cố định. Sân bóng chuyền cho đội tập cũng được thuê ở nhiều nơi khắp nội thành Hà Nội. Chúng tôi có những năm tháng có thể gọi là hào hùng, bởi vì tôi có hai giải vô địch quốc gia là năm 1996 và 1998. Năm 99 chúng tôi vào đến trận chung kết, năm 97 chúng tôi vào đến trận chung kết, 94 vào đến trận chung kết. Và tất cả những cái giải mời rồi cúp Tiger hoặc này kia, chúng tôi cũng có rất nhiều giải vô địch. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã có mặt trong lịch sử bóng chuyền những năm này. Thật ra, chị Dậu đã tuyên bố giã từ đời vận động viên đỉnh cao vào năm 1999 khi vừa tròn 30 tuổi. Hơn 10 năm độc chiếm vị trí chủ công ở đội Bưu điện Hà Nội và tuyển Việt Nam, Hà Thu Dậu đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Chưa kể đó cũng là thời điểm chị lập gia đình và sinh đứa con đầu lòng. Có lẽ cũng là do tính cách. Tôi là người thích vận động. Tôi cũng là người có thể gọi là nghịch ngợm. Cho nên khi có con xong tôi cũng nghỉ rất là lâu. Tôi nghỉ 4 năm. Và trong 4 năm ấy thì tôi không làm công việc của vận động viên, tôi đi làm công việc của bưu điện. Tôi là một người mẹ nuôi con, rồi sáng ra khỏi nhà, chiều cũng về nhà, rồi cũng đón con, rồi này kia, làm tất cả những công việc của phụ nữ hết sức bình thường. Nhưng có thể là do cái máu thể thao nó ngấm vào người. Cho nên với tôi cuộc sống đấy lại nó có cái gì đó tẻ nhạt. Cứ tưởng kể từ ấy, chị Dậu đã thật sự trở thành quá khứ của bóng chuyền nữ Việt Nam khi tỏ ra an phận với công việc một nhân viên bưu điện. Lớp bụi thời gian tưởng đã xóa nhòa cái tên một thời vang bóng, nào ngờ năm 2003, chị Dậu lại xuất hiện trong màu áo đội Ngân hàng Công Thương của ông thầy ruột Nguyễn Mạnh Hùng. Cả tuổi trẻ của tôi cống hiến cho thể thao rồi, nên nếu như tôi đi làm một cái công việc gì đó thì nó không thể tốt như cái người bắt đầu từ tuổi trẻ được. Và vì thế nên là tôi lại khao khát là quay trở lại. Và nó không hề đơn giản. Áp lực lớn nhất có lẽ là 3 tháng đầu tiên khi tôi bắt đầu quay trở lại. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình sai lầm. Vì 5 năm làm một phụ nữ bình thường, tối cho con đi ngủ, sáng dậy đưa con đi học rồi này kia, nó làm tôi quen. Và khi phải xa gia đình chỉ để tập trung vào một công việc thì cho dù ưa thích đến mấy ở cái tuổi 35, nó cũng là điều kinh khủng lắm. Cho nên 3 tháng đầu thì tôi đã khóc, đã chăn trở, ân hận và thậm chí có cái suy nghĩ là hay là mình quay lại. Trong màu áo của đơn vị mới, cùng với sự xã hội hóa mạnh mẽ bóng chuyền, Hà Thu Dậu được chứng kiến sự thay da đổi thịt của bóng chuyền Việt Nam. Những nhà thi đấu mới được dựng lên, trang thiết bị tập luyện được nâng cấp, đời sống vận động viên được cải thiện. Đó là điều đáng mừng cho chị Dậu và cả một thế hệ vận động viên tương lai. Cùng Ngân hàng Công Thương, Hà Thu Dậu đã bất ngờ giành chiếc vô địch ở cúp MHB mùa giải 2006. Đối mặt với nhiều vận động viên trẻ xuất sắc ở các đội Thông Tin, Long An như Ngọc Hoa, Phạm Yến, những tuyển thủ quốc gia sau này, Hà Thu Dậu dẫn dắt đồng đội đánh bại các đàn em trong trận chung kết và đoạt ngôi vô địch. Bản thân vận động viên 37 tuổi Hà Thu Dậu cũng đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chứng kiến Hà Thu Dậu thi đấu thăng hoa ở độ tuổi 37, huấn luyện viên Phạm Văn Long của Bộ Tư lệnh Thông tin cũng phải nhận xét: Hà Thu Dậu thật sự là một quái kiệt của bóng chuyền Việt Nam.
lối đánh của cô rất khó chịu. Thông thường, khi tham gia tấn công, hầu hết các chủ công Việt Nam chỉ biết đập và đập như đã được lập trình sẵn. Nhưng với Dậu thì lại khác, cô quan sát hàng trắng của đối phương rồi mới tùy cơ ứng biến. Trong đội tuyển Việt Nam hiện nay, rất ít có tay đập nào hội đủ các yếu tố kỹ thuật như Dậu. Dù vẫn còn đầy khát khao giành thêm những vinh quang, nhưng Hà Thu Dậu đã khép lại sự nghiệp vận động viên của mình khi chị tuyên bố giải nghệ vào năm 2010 ở độ tuổi 41. Sau khi hoàn thành khóa học huấn luyện viên quốc tế, chị Dậu tiếp tục theo nghiệp bóng chuyền với vai trò trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại, chị Dậu vẫn đang là trợ lý huấn luyện viên trưởng tại đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Tính đến nay, Hà Thu Dậu đã 2 lần làm trợ lý cho huấn luyện viên trưởng tại đội tuyển quốc gia. Trong vai trò huấn luyện, chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam năm nào cũng được đánh giá cao. Chị là vẫn thể hiện ra một cái người như người bạn lớn, như người cô, người thầy của các vận động viên và đối xử với các học trò rất là tốt đẹp. Có một cái ứng xử với lại công chúng, với những người hâm mộ là rất là kiểu mẫu. Tóm lại, Hà Thu Dậu là cái gương mặt rất đáng khen ngợi, là một tấm gương lớn cho các nữ vận động viên bóng chuyền cần học tập. Với em thì với huấn luyện viên nào thì cũng phải có khắt khe một chút ạ. Thì cô cũng rất tận tình, cô chỉ cho là phải chắn như thế nào, phải chuyền như thế nào, phòng thủ như thế nào để tốt hơn trong thi đấu. Dậu cũng đã làm tròn được cái vai trò của mình, tức là đầu tiên là cái công tác phụ trách các cái vấn đề mà gần gũi với chị em, thế động viên, chỉ bảo về kể cả chuyên môn lẫn vấn đề trong tâm lý sinh hoạt nữa. Thế thì Dậu cũng là con người mà hòa đồng được với tất cả các tầng lớp, chị em lớn tuổi, chị em trẻ cũng có cái động viên kịp thời, và đặc biệt là cái chỉ bảo được những cái cách nó gọi là cái hành xử trong cái đội. Đến với bóng chuyền từ năm 18 tuổi, Hà Thu Dậu đã cùng trải qua nhiều thăng trầm phát triển của bóng chuyền nước nhà. Đối với chị, đó là quãng thời gian khó khăn, gian khổ mà mỗi vận động viên đều phải nỗ lực vươn lên bằng nghị lực của mình. Sự nghiệp vận động viên đã đem lại mọi vinh quang cho Hà Thu Dậu. Tuy nhiên, có một điều mà chị luôn chăn trở, đó là làm sao để bóng chuyền Việt Nam vượt qua được bóng chuyền nữ Thái Lan, có được vị trí số 1 Đông Nam Á. Hy vọng đó của chị đang gửi gắm vào lứa học trò mà chị đang ngày ngày dày công dẫn dắt. Gian tưởng đã xóa nhà cái tên một thời vắng bóng, nào ngờ năm 2003, chị Dậu lại xuất hiện trong màu áo đội Ngân hàng Công Thương của ông thầy ruột Nguyễn Mạnh Hùng. Cả tuổi trẻ của tôi cống hiến cho thể thao rồi, nên nếu như tôi đi làm một cái công việc gì đó thì nó không thể tốt như cái người bắt đầu từ tuổi trẻ được. Và vì thế nên là tôi lại khao khát là quay trở lại. Và nó không hề đơn giản. Áp lực lớn nhất có lẽ là 3 tháng đầu tiên khi tôi bắt đầu quay trở lại. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình sai lầm. Vì 5 năm làm một phụ nữ bình thường, tối cho con đi ngủ, sáng dậy đưa con đi học rồi này kia, nó làm tôi quen. Và khi phải xa gia đình chỉ để tập trung vào một công việc thì cho dù ưa thích đến mấy ở cái tuổi 35, nó cũng là điều kinh khủng lắm. Cho nên 3 tháng đầu thì tôi đã khóc, đã chăn trở, ân hận và thậm chí có cái suy nghĩ là hay là mình quay lại. Trong màu áo của đơn vị mới, cùng với sự xã hội hóa mạnh mẽ bóng chuyền, Hà Thu Dậu được chứng kiến sự thay da đổi thịt của bóng chuyền Việt Nam. Những nhà thi đấu mới được dựng lên, trang thiết bị tập luyện được nâng cấp, đời sống vận động viên được cải thiện. Đó là điều đáng mừng cho chị Dậu và cả một thế hệ vận động viên tương lai. Cùng Ngân hàng Công Thương, Hà Thu Dậu đã bất ngờ giành chiếc vô địch ở cúp MHB mùa giải 2006. Đối mặt với nhiều vận động viên trẻ xuất sắc ở các đội Thông Tin, Long An như Ngọc Hoa, Phạm Yến, những tuyển thủ quốc gia sau này, Hà Thu Dậu dẫn dắt đồng đội đánh bại các đàn em trong trận chung kết và đoạt ngôi vô địch. Bản thân vận động viên 37 tuổi Hà Thu Dậu cũng đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chứng kiến Hà Thu Dậu thi đấu thăng hoa ở độ tuổi 37, huấn luyện viên Phạm Văn Long của Bộ Tư lệnh Thông tin cũng phải nhận xét. Hà Thu Dậu thật sự là một quái kiệt của bóng chuyền Việt Nam. Lối đánh của cô rất khó chịu. Thông thường, khi tham gia tấn công, hầu hết các chủ công Việt Nam chỉ biết đập và đập như đã được lập trình chi lao huy chương đồng. Tôi được chấp nhận là vận động viên bóng chuyền thực thụ là chính là những thời gian tôi ở Bưu điện Hà Nội. Vì đấy cũng là những năm tháng mà
tôi thi đấu ở phong độ tốt nhất cả ở đội Bưu điện Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Những thành công đến với Hà Thu Dậu một cách khá thuận lợi bởi chị có nhiều tố chất của một vận động viên bóng chuyền hàng đầu. Chiều cao 1m76, không gặp chấn thương nào nghiêm trọng đã giúp Hà Thu Dậu duy trì cường độ tập luyện và thi đấu ở đỉnh cao trong nhiều năm liền. Đến năm tuổi 41 vẫn còn là một cái mũi tấn công còn có thể thi đấu được ở đội Ngân hàng Công Thương. Sau khi chị rời cái Bưu điện Hà Nội, thế thì vì sao lại như vậy ư? Nó có hai cái. Một, phải có một cái tố chất, một cái thể lực, một cái thể hình sự tương xứng với cái khát vọng của mình. Vậy cũng có những người rất muốn chơi bóng nhưng không thể chơi được nữa, xuống sức, hoặc là các cái chức năng làm mẹ của người phụ nữ không cho phép. Nhưng mà Hòa Thu Dậu đã vượt qua được cái này, đã có được cái này. Cái thứ hai là cái khát vọng thi đấu, là cái tình yêu đối với môn bóng chuyền. Cho nên là ngay cả những cái khi mà chị đã sắp kết thúc cái quãng đời vận động viên, tức là khi sức đã bắt đầu đã cạn rồi, nhưng người ta vẫn thấy ở Hà Thu Dậu cái sự nỗ lực, cái sự vượt khó, cái sự nhẫn nhịn để có thể còn thi đấu, còn phục vụ được đến bao giờ thì vẫn là phục vụ. Và đó cũng chính là cái phẩm chất mà người ta rất yêu mến. Cái sức bật tốt và sức khỏe thì cũng ít người có được giống chị Hà Thu Dậu. Tôi là bản thân là người truyền hai, tập luyện và thi đấu cùng chị Hà Thu Dậu là cảm giác là rất là dễ truyền cho chị Hà Thu Dậu và hai chị em cái thời đấy cũng rất ăn ý. Những thành công, huy chương mà chị giành được đều là kết quả của quá trình dài khổ luyện bằng nước mắt, máu và sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Đến với bóng chuyền từ năm 1987, thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, Hà Thu Dậu đã chứng kiến nhiều nét thăng trầm, khó khăn mà một vận động viên đã từng trải qua. Một Bưu điện Hà Nội giữ vị trí hàng đầu trong làng bóng chuyền Việt Nam nhiều năm liền, nhưng Hà Thu Dậu và các đồng đội cũng không hề có một sân thi đấu đúng chuẩn. Thời của chị, cả đội chỉ tập luyện trên mặt sân xi măng, thậm chí sân xi măng đấy cũng không cố định. Sân bóng chuyền cho đội tập cũng được thuê ở nhiều nơi khắp nội thành Hà Nội. Chúng tôi có những năm tháng có thể gọi là hào hùng. Bởi vì tôi có hai giải vô địch quốc gia là năm 1996 và 1998. Năm 99 chúng tôi vào đến trận chung kết. Năm 97 chúng tôi vào đến trận chung kết. 94 vào đến trận chung kết. Và tất cả những cái giải mời rồi cúp Tiger hoặc này kia chúng tôi cũng có rất nhiều giải vô địch. Và tôi nghĩ là chúng tôi đã có mặt trong lịch sử bóng chuyền những năm này. Thật ra, chị Dậu đã tuyên bố giã từ đời vận động viên đỉnh cao vào năm 1999 khi vừa tròn 30 tuổi. Hơn 10 năm độc chiếm vị trí chủ công ở đội Bưu điện Hà Nội và tuyển Việt Nam, Hà Thu Dậu đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Chưa kể đó cũng là thời điểm chị lập gia đình và sinh đứa con đầu lòng. Có lẽ cũng là do tính cách. Tôi là người thích vận động. Tôi cũng là người có thể gọi là nghịch ngợm. Cho nên khi có con xong tôi cũng nghỉ rất là lâu, tôi nghỉ 4 năm. Và trong 4 năm ấy thì tôi không làm công việc của vận động viên, tôi đi làm công việc của bưu điện. Tôi là một người mẹ nuôi con, rồi sáng ra khỏi nhà, chiều cũng về nhà, rồi cũng đón con, rồi này kia làm tất cả những công việc của phụ nữ hết sức bình thường. Nhưng có thể là do cái máu thể thao nó ngấm vào người. Cho nên với tôi cuộc sống đấy lại nó có cái gì đó tẻ nhạt. Cứ tưởng kể từ ấy, chị Dậu đã thật sự trở thành quá khứ của bóng chuyền nữ Việt Nam khi tỏ ra an phận với công việc một nhân viên bưu điện. Lớp bụi thời gian. Gặp Hà Thu Dậu trong một buổi chiều đầu hè, cựu vận động viên bóng chuyền đội tuyển quốc gia năm nào khiến chúng tôi ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài trẻ trung, giàu sức sống. Dù trên thực tế, chị Dậu năm nay đã bước sang tuổi 46. Cũng dẻo dai như chính vẻ bề ngoài, sự nghiệp thi đấu của Hà Thu Dậu cũng đầy vinh quang và bền bỉ. Thi đấu từ năm 18 đến năm 41 tuổi, Hà Thu Dậu đã chứng minh mình là một củ hiếm của bóng chuyền nữ Việt Nam và xứng đáng là cây cầu nối của nhiều thế hệ bóng chuyền nữ nước nhà. Khác với các vận động viên thể thao,
Hà Thu Dậu không đến với bóng chuyền như một niềm đam mê từ nhỏ hay theo truyền thống của gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Thu Dậu đặt mục tiêu thi đỗ trường đại học luật hoặc văn hóa với ước mơ trở thành một luật sư hoặc một thủ thư của thư viện. Tuy nhiên, việc thi đại học không thành công đã khiến cuộc đời của Hà Thu Dậu rẽ sang một hướng khác. Dù là út trong một gia đình có đến 12 anh chị em, nhưng chị chẳng cặp còi chút nào. Hà Thu Dậu cao đến 1m76 từ khi còn là học sinh cấp 3 trường Lý Thường Kiệt, tỉnh Yên Bái. Chiều cao lý tưởng như vậy đã khiến người anh trai là vận động viên bóng chuyền Hà Khắc Hùng thi đấu cho đội xi măng Thanh Bá tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu đến đội Cảng Việt Trì tập luyện bóng chuyền cho đỡ buồn. Từ đây, sự nghiệp của một chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam đã bắt đầu. Với tôi, bóng chuyền và tôi là bóng chuyền tìm tôi chứ tôi không có cơ hội tìm bóng chuyền. Bởi vì thời đấy tôi không hiểu biết gì về cái môn thể thao này cả. Chỉ có điều là khi tiếp xúc với nó thì mình mê thôi. Thế và khi anh trai giới thiệu tôi để có đến với một cái đội bóng chuyền và làm quen với quả bóng đầu tiên ấy, là tôi cũng thi đấu tập ở cái sân như thế này. Và cũng cái khung cảnh cũng như thế này luôn. Có nghĩa là chúng tôi tập ngoài trời, rất là nắng, rất là bụi. Chơi cho đội Cảng Việt Trì thi đấu ở giải A1 được 5 năm. Đến năm 1991, do thiếu kinh phí hoạt động, đội bóng đang ngấp nghé bờ vực giải thể. Hà Thu Dậu được huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý về đầu quân cho đội Bưu điện Hà Nội. Vận động viên Hà Thu Dậu thì là vận động viên đầu tiên tôi lấy từ trên đội Cảng Việt Trì về. Thế lúc đó thì về chuyên môn thì cũng chưa phải là vận động viên thực sự là có cái chuyên môn là tốt. Thế nhưng mà về đây được cái sự, cái quan trọng nhất là cái đồng đội. Trong tập thể đội nó có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thế rồi trong cái quá trình tập luyện thì Hà Thu Dậu cũng là cái con người có ý chí và nghị lực. Cái quyết tâm vươn lên rất là tốt. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi nghĩ rằng mình cũng giỏi thì mới sống được những cái năm tháng ấy để đến ngày hôm nay. Vì nó khủng khiếp lắm. Khi bạn về Hà Nội, tấm bằng duy nhất của bạn là chiều cao và một chút chuyên môn về bóng chuyền mà chưa được chấp nhận là ngôi sao thì mọi thứ còn ở phía trước. Và thậm chí là bạn không cho phép bạn ốm đau mệt mỏi, không cho phép chấn thương và thậm chí là không được phép nghĩ đến rủi ro thì mới dám làm. Trong màu áo câu lạc bộ mới, cùng với Bưu điện Hà Nội, chị đã 3 năm liền vô địch quốc gia từ năm 1996 đến năm 1998. Thành công của Hà Thu Dậu trong màu áo câu lạc bộ bóng chuyền thủ đô là bệ phóng để đưa chị đến với đội tuyển quốc gia. Góp mặt tại hai kỳ SEA Games 1995-1997, Hà Thu Dậu cùng đồng đội giành những tấm huy chương đầu tiên, dù